Và nãy giờ thì chắc là quý vị thấy một chương trình ca nhạc này, mặc dù các ca sĩ hát hay nhưng mà nghe nó, nhìn nó có vẻ hơi chán chán nhỉ. Hết ông Vũ Quang Vinh là đàn ông đã con trai hát, rồi đến ông Sĩ Đan, xong đến ông Đoàn Phi, không thấy bóng hồng nào cả. Và quý vị, trong khi ở dưới đây là rất nhiều bóng hồng ngồi, nữ nhiều hơn nam, mà trên này thì là nữ thiếu trên này. Vì thế cho nên chúng tôi lại phải mời một người đẹp nữa, một cô em mà một giọng hát, một khuôn mặt rất là dễ thương của trung tâm Isa từ nhiều năm qua. Hôm nay lâu lắm cô mới trở lại để sinh hoạt chung với chúng tôi. Phần trở lại và để cho không khí được tươi mát thêm trong mùa hè này, xin quý vị cùng chúng tôi đón tiếp phần trình diễn của nữ ca sĩ Thanh Trúc. Hello người đẹp. Bây giờ nhìn anh, nhìn Việt Thảo, nhìn kia họ chán quá rồi không quý vị? Vâng, quý vị thấy tươi mát không ạ? Vâng, một lần nữa giới thiệu cùng quý vị cô Thanh Trúc và một người cũng tươi mát không kém. Đó là anh Nghĩa Sữa. Đứng dậy mày. Trông nhìn thấy là cả một bầu sữa. Vâng. Em cảm ơn anh Nam Lộc. Như anh Nam Lộc nói là tại vì đã thiếu nữ rồi cho nên Thanh Trúc lại được hân hạnh lên trước, đứng trước quý vị để tặng cho quý vị một bài trước khi Thanh Trúc rời sân khấu cũng như là từ giã quý vị trong ngày hôm nay. Đó là nhạc phẩm Người Yêu Dấu. Xin mời quý vị thưởng thức sau đây. Cái áo này đứng đâu cũng nguy hiểm hết, đứng đằng sau. Như vậy thì sợ anh Việt Thảo. Em đứng xuống đi xin. Yêu dấu những tháng ngày
suốt Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày thật vui. Hello, cảm ơn em. Rồi, chúc Thanh chúc một ngày và một weekend thật là vui vẻ. Cảm ơn em. Đối với tôi đó,